Xin chào các em. Trong video ngày hôm nay, thầy sẽ giới thiệu chúng ta câu số 45 tìm số điểm cực trị của một hàm số gx. Đây là một cái câu vận dụng cao trong cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 của đợt 1. Cái câu này thì sử dụng cái cách truyền thống thì tương đối là phức tạp và làm mất thời gian. Do đó trong cái video này thì thầy giới thiệu chúng ta một công thức tính nhanh số điểm cực trị của hàm bậc cao và một số lưu ý khi áp dụng cái công thức. Trước tiên thì thầy nói qua về cái công thức. Giả sử cái hàm đa thức bậc cao y bằng fx. Fx là hàm đa thức bậc cao. Bậc cao đây chúng ta giả sử là bậc k đi. Bậc k. Đấy, bậc k. Thế thì chúng ta trong trường hợp mà fx bằng 0. Fx bằng 0. Có ca nghiệm trong đó có m là nghiệm bội chắn. Và n nghiệm bội lẻ. Đó. Thế thì và tổng số nghiệm này là phải bằng k, tức là phải bằng bậc của nó, đúng không? Khi đó số điểm cực trị của hàm y bằng fx ấy được xác định là bằng gì? Bằng 2m cộng với n trừ 1. Đấy. Đây, số điểm cực trị. Ở đây thầy giới thiệu một chút đây là cái nghiệm bội bậc chẵn là như thế nào và nghiệm bội bậc lẻ là gì, nghiệm bội lẻ là gì. Thế thì ví dụ như trong trường hợp mà giả sử chúng ta có cái phương trình mà x trừ 3 tất cả mũ 3 bằng 0. Mũ 3 bằng 0 thì chúng ta có thấy giải phương trình này ra, chúng ta sẽ có x trừ 3 bằng 0 này, x trừ 3 bằng 0, x trừ 3 bằng 0, tức là phương trình tích, đúng không? Và nói tóm lại là chúng ta có 3 nghiệm x bằng 3, x bằng 3 là x bằng 3, x bằng 3. Vậy chúng ta có 3 nghiệm x bằng 3. Phương trình này sẽ có 3 nghiệm nhưng 3 nghiệm trùng nhau x bằng 3. Vì vậy ta gọi là x bằng 3 là nghiệm bội 3. Đấy, bội 3, 3 là 3 là số lẻ, do đó nghiệm đây là bội lẻ. Đấy, người ta gọi là bội lẻ. Tương tự nếu giả sử x trừ 3 bình phương bằng 0 thì x bằng 3 là nghiệm gì? Là nghiệm bội chẵn. Hay thì trong trường hợp này mũ 2 người ta gọi là kép. Đó, gọi là kép. Đấy, ta lưu ý như vậy. Đấy, xác định. Cái công thức này chúng ta lưu ý khi áp dụng này là số nghiệm phải bằng số bậc. Nếu như bài toán mà có số nghiệm nhỏ hơn số bậc thì chúng ta áp dụng sẽ bị sai, chúng ta lưu ý như vậy. Đấy. Số nghiệm mà nhỏ hơn số bậc thì áp dụng sẽ bị sai. Tí thầy đưa ra một ví dụ chúng ta thấy rất rõ trong trường hợp là số nghiệm nhỏ hơn số bậc thì nó bị sai khi ta đếm theo cái công thức 2m cộng 1. Vậy thì trước tiên thì ta phải xác định được bậc của một cái hàm và số nghiệm của nó. Nếu bằng nhau thì ta cứ áp dụng công thức này là xong. Thế để áp dụng với cái bài này, cái công thức này đối với cái câu 45 trong cái đề thi vừa rồi thì chúng ta sẽ thấy như sau. Thứ nhất là xác định được bậc thì chúng ta thấy này, bậc của thằng gx chúng ta thấy fx là hàm bậc 4, fx là hàm bậc 4 và f của x trừ 1 thì cũng là hàm bậc 4, đúng không? Fx hàm bậc 4 thì f của x trừ 1 là cũng là bậc 4. Bậc 4 mà mũ 4 lên thì nó f của x trừ 1 tất cả mũ 4 này thì sẽ thành bậc 16. Và đương nhiên nhân với x bình thì gx lúc này sẽ trở thành bậc gì? Bậc 18. Nói tóm lại gx bằng 0 nó phải có 18 nghiệm thì mới áp dụng được công thức. Còn nếu không là chúng ta sẽ bị sai. Thế bây giờ ta sẽ tính như thế nào? Thế đây là số nghiệm như sau này. Chúng ta xác định số nghiệm.
Đây. Lấy bằng 0. Điều này ta có x bình bằng 0 là 1 này. F của x trừ 1 mũ 4 bằng 0 này. X bằng 0 ấy thì chúng ta x bình bằng 0 là x bằng 0, chỗ này là hai nghiệm bằng 0, người ta gọi là kép. Kép được chưa? Đấy. Nhưng là chỗ này là mấy nghiệm? Hai nghiệm. Và chúng ta xem số nghiệm đúng chưa? Thế thằng này thì mũ 4 thì trước tiên f của x trừ 1 bằng 0. Thế fx trừ 1 bằng 0 ấy nó giống như là gì? Fx này, fx trừ 1 bằng 0 thì số nghiệm của nó cũng tương đương với f của x bằng 0 thôi. Thế fx bằng 0 đây, chúng ta cho 0 đây, x bằng 0 đây, fx đây là 0. Thế lại mấy nghiệm? 1, 2, 3, 4. 4 nghiệm, fx bằng 0 là có 4 nghiệm đơn. 4 nghiệm đơn. Đấy. Hai nơi khác là f của x trừ 1 bằng 0 cũng có 4 nghiệm đơn. Đó, 4 nghiệm đơn. Thế thì chúng ta sẽ thấy là 4 nghiệm đơn này và mũ 4 lên, đúng không? Mỗi một nghiệm đơn mũ 4 lên thì nó thành nghiệm gì? Nghiệm bội 4. Nghiệm bội 4 thì 4 4 16 đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ có cái phương trình này này. F của x trừ 1 mũ 4 này là gì? À, bằng 0 là sẽ có 4 nghiệm bội bội 4, được chưa? Bội 4, được chưa? Đấy. Thì đây là nghiệm bội hai nghiệm, đây là nghiệm kép đây, bội 2. Đấy, bội 2. 4 nghiệm bội 4 này thì tức là 44 này chỗ này có bao nhiêu? Là 44 16 nghiệm. Cộng với bội 2 tức là thằng này hai nghiệm nó cộng với hai nghiệm nữa thì ta bằng bao nhiêu? Bằng 18 nghiệm. 18 nghiệm là đúng bằng số bậc, bằng bậc số bậc của cái thằng gx. Thì lúc này ta áp dụng công thức. Vậy thì chúng ta thấy này, có một nghiệm gì? Ở trên này có một nghiệm bội 2 này, dưới này có bốn nghiệm bội 4 này, vậy thì chúng ta một nghiệm bội chẵn này, 4 là 5 nghiệm bội chẵn, vậy thì đây chúng ta sẽ có 5 nghiệm bội chẵn. 5 nghiệm bội chẵn tức là m bằng 5. Không có nghiệm bội lẻ đúng không? Hay nghiệm đơn đúng không? Hay là n bằng 0. Và áp dụng công thức ta có 2m cộng với n trừ 1, hay nói khác là bằng 2 nhân với 5 cộng 0 trừ 1 bằng 9. Vậy là 9 điểm cực trị. Vậy 9 điểm cực trị ở đây chính là đáp án D của chúng ta. Đáp án D. Xong. À, nếu làm cách này thì tương đối là nhanh đúng không? Tuy nhiên ta phải kiểm tra. À, tại sao kiểm tra? Thầy nói rồi, chúng ta nhớ trong trường hợp này số bậc phải bằng gì? Số nghiệm thì chúng ta áp dụng công thức mới đúng. Còn số bậc mà không bằng số nghiệm, số nghiệm không bằng số bậc, đúng không nhỉ? Tức là bậc k có tối đa là gì? K nghiệm, tối đa là k nghiệm. Tuy nhiên có trường hợp là gì? Nó nhỏ hơn số nghiệm. Ví dụ như này chẳng hạn, chúng ta thấy ví dụ cái hàm bậc 4 trùng phương, chúng ta có cái hàm bậc 4 trùng phương như này, cái đồ thị đây. Đấy, giả sử đây, thầy vẽ là có thể là xấu một chút. Đấy. Đấy, bậc 4 trùng thơ phương đúng không? Đây là bậc 4 này. Bậc 4. Nhưng nó có mấy nghiệm thôi? Chúng ta chỉ có hai nghiệm. Đấy, hai nghiệm đơn, không nghiệm bội đúng không nhỉ? Không nghiệm bội. Thế trong trường hợp này thì có mấy điểm cực trị? Một điểm cực trị, hai điểm cực trị, ba điểm cực trị. Nếu áp dụng cái công thức này sẽ bị sai này. Công thức chắc chắn là sai luôn. Bởi vì sao? Nếu chúng ta tìm số nghiệm là chúng ta gì? Có hai nghiệm đơn tức là n bằng gì? Bằng 2. Không nghiệm bội tức là m bằng bằng 0, đúng không? Và áp dụng công thức thì 2 nhân với 0 cộng với 2 trừ 1 là bằng 1. 1 tức là một điểm cực trị, đúng không? Ta khoanh một điểm cực trị là bị sai rồi. Và chúng ta nhìn thấy ngay đây là mấy? Đây là mấy nhỉ? Đây là 3 điểm cực trị cơ. Thế do đó các trường hợp mà chúng ta thấy liên quan đến cái số nghiệm của nó không bằng số bậc thì chúng ta lưu ý không được áp dụng cái công thức này. Áp dụng công thức này chúng ta sẽ bị sai. Được chưa? Chúng ta phải đếm lại, tính toán lại cho sao cho hợp lý. Được chưa nhỉ? Thì đấy là cái chú ý khi áp dụng công thức nhanh trong cái video này. Thì video của thầy kết thúc tại đây. Nếu các em thấy hay và bổ ích thì hãy like, chia sẻ rồi đăng ký kênh ủng hộ thầy để ra các video tiếp theo để giúp các em học tập tốt hơn. Cảm ơn các em đã theo dõi video.